Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cũng nhân dịp năm mới, Thanh Phú kính chúc toàn thể quý vị cùng toàn thể anh chị em được vừa sức khỏe bình an, để nhiều sức khỏe và may mắn trong năm 2024 này. Thì cuốn video hôm nay Thanh Phú cũng review và chia sẻ và cũng một số hàng mini, hàng bưng bê, cũng có một số cây lớn hơn, có những tác phẩm hàng rừng núi, những cây rừng núi quý vị. Đây là tác phẩm sâm núi, hàng mini. Cũng vừa xây vừa kích. Hàng mini bỏ bàn. Cây này nằm chậu 23 vuông. Sâm núi, hàng khai thác. Về cốt cũng như về tán khá là tương đối rồi, cũng có thể anh chị em mình về vừa chơi chăm thêm. Hàng mini vừa rồi cắt lá đi thì nó cũng ra một số lộc non. Đây là sam núi trái, hàng khai thác. Dần râm, râm tương đối rồi, cũng phân ra mảng miếng, nhìn cũng bắt mắt. Cũng còn một số dây nhôm nè, cũng có thể là mình tháo ra. Rồi những cành nào vên đó là mình kè dây lại. Tại Thanh Phú thấy nó cũng có ăn nhôm vô vô cành rồi. Về độ già thì tương đối là già, bởi vì hàng sam núi mà, hàng khai thác về là mình phải nuôi. Đây là nuôi những cái phần nuôi nè. Đấy. Tỷ lệ chiều cao mà từ đây lên đây là khoảng tầm 17 phân. Còn tán này là khoảng 48 phân. Còn cái hoành nơi đây thì khoảng 19 phân. Chậu 23 vuông. Vàng xương dâm, bông tán cũng khá là ổn định rồi. Sam núi trái, hàng khai thác. Đấy, Thanh Phú cũng chia sẻ một tác phẩm đầu tiên. Mình cho là mã số 1 đi. Anh chị em mình tiện thể. Anh em có yêu thích cái tác phẩm này thì liên hệ với Thanh Phú. Thanh Phú sẽ để cái số điện thoại trên màn hình. Thông qua số điện thoại. Cũng là một tác phẩm mini bưng bê, cũng hàng khai thác, sâm núi trái. Cây này thì được phối vào cái chậu tường. Dần râm, dần xương. Tương đối là đẹp rồi. Cây này được xả kẽm. Xả kẽm rồi. Đây dần bông này. Cũng khá là đều. Hàng khai thác có những cái co rất là đẹp, nó buông đổ xuống ấm áp dần tàn. Đây, còn một số trái ở trên cây. Hàng mini bỏ bàn. Về độ già thì cũng khá là tương đối, vì hàng khai thác về là mình khai thác cốt về mình nuôi đó, nuôi cành, nuôi tây, nuôi râm. Tương đối cũng khá là đẹp mắt. Bỏ bàn. Những cái không gian, những cái nơi thích hợp. Đây, dàn tán. Anh chị em xem dàn tán cũng ổn định.
hàng mini. Nếu mà tính từ cái sổ tán này thì nó tầm khoảng 45. Từ đây mình đo thẳng xuống đây khoảng 45. Còn nếu tổng chiều cao từ giữa tượng và cây là khoảng 40 tổng chiều cao. Còn thân này khoảng 9 cm. Đấy, những cái cò đẹp. Yeah. Đấy, cái đoạn nuôi to. Cây này xả kẽm lâu rồi. Tương đối là ổn định. Đang lọc non. Vào cái tượng nhìn cũng khá là vui mắt. Bầu này đất trong này chất trồng cũng nhiều nên nó cho cây rất là lực. Dạng lọc non nuôi dạng râm. Đấy, đẹp mắt. Anh em nào thích thì cứ liên hệ với Thanh Phú nha. Có số điện thoại trên màn hình. Đây, những cái cốt khai thác. Đùi những cái này nó to hết rồi. Tán này là 45, tổng chiều cao là 40. Sam trái, hàng khai thác, bỏ bàn, rất đẹp. Cũng là một mini sam núi trái, cũng là cây khai thác nữa. Cây này được cái là cái cốt nó lùng, nó to. Nó to nè. Cái hoành này Thanh Phú đo là 22, hoành eo, nó cũng có cái chân. Lá này nó già rồi, chuẩn bị nó thay này. Thay là những cái lá non. Đây, bộ cốt lùng lắm. Cái này tầm khoảng 7 cm chiều cao của cốt. Còn nếu tổng luôn á, tổng luôn chiều cao nó thì tầm khoảng 18. Còn vàng tàn ở trên. Dòng khai thác thì mình nuôi những cái cán tây này. Râm rồi nó cũng lâu. Cây này nó còn kẽm. Cũng có thể gì mình bấm xả được. Nó khuyết vô rồi. Cũng có thể anh chị em về mình ép lại chậu nhỏ hơn. Mua chậu men đẹp đẹp nhỏ hơn. Chậu này 22 vuông. Thay cái chậu khoảng 18-20 gì đó, ép lại nhỏ lại. Bỏ bàn chơi cũng rất đẹp. Cao nó khoảng 18 à. Cái tán rộng nó khoảng 32. Cái hoành eo này là 22. Có chân đế. Cũng được, cái xây này nó cũng gọn gọn. Anh em cũng dễ chơi. Vì mình xả kẽm ra. Mà nó có phơm rồi, mình cứ cắt giật thôi. Đây một số dâm nè. Anh chị em để ý những cái dâm dương lên. Cây mà nuôi lâu rồi á, mình xây dựng cái dâm dương. Tất cả các ngón nó đều đều hết rồi. Xây dâm dương nó cũng ổn định. Nó đang thay lá nè, có những cái lá vàng nó thay lá ra những cái lá non. Hàng mini bỏ bàn. Anh em nào có thích thì liên hệ với Thanh Phú nha. Có số điện thoại trên màn hình. À, có một tác phẩm sam núi trái này xây nó lớn hơn cũng một người bê vàng tán vàng tàn. Cây này cốt nó kiểu như đổ treo thì cũng khá là vui mắt. Hàng khai thác vàng cũng cốt chậu không à quý vị. Anh chị em mình xem cái phần này nè. Đó, còn cái đoạn đề ba chỗ này nó cũng khá là to, tạo được dàn râm dàn xương. Mình đang tạo những cái râm, còn lại những cái cán nó to dày xuống tới tận cái tích dưới cái chân dưới này. Ấy, cái đuôi tán mà anh em xem nuôi nó cũng lực, nó dày.
còn một số trái bên trên đang bứt lộc non. Đấy, những cái cốt này là cốt thiên nhiên, cái co thiên nhiên. Già, cây này cốt chậu nó cũng già lắm. Dần rằm này tương đối. Trước đây là nó chưa có ra lá non, nhìn rất là đã. Dần rằm nó dày. Khi già rồi là nó bung nu, những cái nu bú ở trên rất thẳng xuống. Anh em mà có ưa chuộng những cái dáng đổ thích hợp để những cái không gian, cái đoạn này rất đẹp. Cái cục này mình đo tổng cái cục này tới 45, thân này nó tầm khoảng 11 cm cái thân này, còn rớt luôn cái tán là khoảng 75, rớt hết luôn cái tán. Còn tổng chiều cao, tổng chiều cao là lên tới cái đỉnh này là 45. Kích thước chiều cao tổng luôn nguyên một cái chậu này. Hàng khai thác thì nó già, được cái mình nuôi lâu nó già, râm nó dày, cái đoạn nó lắc hay. Xây này rất là gọn, độ tán nó là 75, thân nó tầm 11, rồi phần này 45 này, tổng cái này 45, nhìn nó cũng vui vui mắt. Đấy, anh chị em mình xem cái đế nó lực, những cái cỏ rêu mà nó lên như thế này, cây nó lực tầm 1 người bê thôi. Đây, anh chị em mình xem lại tổng bóng. Tán 75 thì kích thước này nó cũng vừa chứ không quá dài. Này, có đông men đặt lên nữa, vị trí trước nhà hay sân vườn, những cái nơi thích hợp anh em chơi là cũng hợp lý. Hàng khai thác đây, cành nhánh chi râm cốt thật sự như vậy chứ mà nuôi lâu lắm, hàng khai thác nuôi rất là lâu. Thì cốt thiên nhiên có những cái co phần bên này nó cũng hay này, những cái co nơi đây này rất đẹp, cốt liền lạc. Đây phần đế này anh em xem này, một cái cục nạc ở chỗ đây này. Rồi, anh chị em nào thích thì liên hệ với Thanh Phú Sam núi trái hàng khai thác 1 người bê. Một tác phẩm bồ đề, cây này một tác phẩm có tên là mẫu tử, rất là già. Một tác phẩm bồ đề có một cái thông số cực kỳ đẹp. Cũng có thể là anh chị em mà nghe qua thì khá là hấp dẫn. Một con số là 79. Vì sao nó có một con số 79? Tức là chiều cao 79, tán 79, hoành 79. Khá là lạ. Bồ đề già, rất phong thủy, da vàng. Cái tử bên này làm cái dàn cán, anh em xem thấy có khéo không, rất là chi tiết. Dòng này lá rất là bé, đọt đỏ lá bé đây, khoảng to hơn ngón tay thôi. Đang nằm chậu xi măng, kích thước chậu thì từ đây qua đây là 42,
chiếc chậu xi măng này cũng khá là chặt rồi vì cây cốt chậu. Đẹp chưa? Kéo xẻo. Ồ, đẹp mặt sau luôn. Cũng có thể nói là đẹp hai mặt. Liên lạc. Đọt đỏ. Kích thước thì không quá lớn, tầm hai người bê nhẹ. Yeah. Đây là phần rễ này được lọc, chất lọc. Khúc chậu nằm khá là lâu. Đây, cái nu. Anh em xem. Lá bé xíu. Rất là tranh dáng. Một cái tác phẩm mẫu tử. Một tác phẩm đề, bồ đề. Về kích thước cao 79, tán 79. Cái hoành cũng là 79. Mà Thanh Phú đo sổ từ trên đỉnh đó mà sổ xuống cái đuôi này cũng là 79. Và đo ngang qua về cũng là 79. Một cái tỷ lệ kích thước khá là độc đáo. Tất cả các cái nu. Đây anh em xem. Yeah. Đấy. Những cành lắc bẻ khá là ấn tượng. Bồ đề thì anh chị em biết, lúc mà lọc non đỏ rất đẹp, đặc biệt là bộ lá. Đây, cả một nhúm lá như vậy mà nằm trong lòng bàn tay thì anh chị em biết là nó nhỏ đến cỡ nào. Đây, đuổi thêm một cái cành này ra. Khá là hợp lý. À, chỉnh chu hơn. Anh chị em mình nếu thích tác phẩm bồ đề này thì liên hệ với Thanh Phú sẽ sở hữu tác phẩm bồ đề. Rồi, thì qua đây Thanh Phú cũng chia sẻ có vài tác phẩm thôi. Anh chị em mình dễ xem, dễ nhìn, cũng có thể là phù hợp với không gian, những cái khung cảnh của nhà mình để trang trí những tác phẩm cây bonsai còn thiếu thì anh chị em mình cứ liên hệ với Thanh Phú để mang những cái tác phẩm này về ngôi nhà, ngôi vườn của mình trang trí cho nó đầy màu sắc. Và tác phẩm bồ đề này Thanh Phú thấy cũng khá là ấn tượng. Anh chị em cũng nên sưu tầm, sở hữu. Rồi, và để kết thúc của video này, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết video. Đầu năm Thanh Phú kính chúc toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và hãy nhấn nút đăng ký cũng như like và chia sẻ video này. Anh chị em chọn cho mình những cái tác phẩm ưng ý. Rồi, Thanh Phú xin chào.